Một loạt các cái lắc. Đứng lên này. Sắp trùng chưa? Chưa, anh rửa nhá. Hơi mấy nó thì nó ít vận động, cái này là vì nó teo 4 năm rồi đó, nó không sử dụng. Ngoài che cái này thì tí vào ra chỗ này nó còn đang một chút, còn nó hay là đều độ cái vết này này. Còn làm cái ngô về em ra tầm 4 năm tiền khối cơ nắm chặt. Năm 2008 khi tôi đang học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức thì được có nhận được một cái cơ hội có thể nói là rất là quý, là một trong năm phẫu thuật viên chính tham gia trực tiếp vào ca mổ ghép hai cánh tay đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho chết não, được tổ chức tại bệnh viện Recdeza của trường đại học tổng hợp Munich của Cộng hòa Liên bang Đức. Thì tham gia vào cái ca mổ đó cùng với các giáo sư là những phẫu thuật viên rất giỏi của Đức, thì chúng tôi có một cái cảm nhận là ước gì một ngày nào đó mình sẽ được làm cho các bệnh nhân của mình, cho nhân dân mình, cho dân tộc mình. Thế và ước gì một ngày nào đó thì cái kỹ thuật này nó sẽ trở nên phổ biến ở Việt Nam để cho rất nhiều những bệnh nhân có thể được hưởng lợi. Khi trở về đất nước thì tôi ấp ủ cái điều đó và cũng đã trao đổi với một số các đồng nghiệp. Tuy nhiên thì do những cái điều kiện đặc biệt, do những hoàn cảnh đặc biệt mà cái cơ hội để thực hiện là không có. Thực sự thì một điều mà chúng tôi băn khoăn khó khăn nhất có lẽ là bên cạnh vấn đề kỹ thuật, bên cạnh vấn đề ghép tạng, bên cạnh vấn đề thải ghép vân vân, thì cái khó nhất mà làm chúng tôi băn khoăn nhất đó là có lẽ rằng do cái truyền thống văn hóa, rồi ý thức về xã hội, rồi tâm linh, rồi tất cả những cái yếu tố liên quan đến những cái vấn đề văn hóa khác nhau như vậy, thì cái nguồn cho tạng là vô cùng khó. Đã có những cái trường hợp mà bệnh nhân đến bệnh viện chúng tôi, người ta sẵn sàng hiến tất cả, người ta hiến tim, hiến gan, hiến phổi, hiến thận, vân vân, tất cả những cái gì nội tạng có thể hiến được người ta sẵn sàng, nhưng đối với chi thể người ta lắc đầu. Có lẽ rằng ai cũng có cái tâm lý rằng là khi người ta về với thế giới những người hiền ấy, thì người ta mong muốn là mình có một cơ thể toàn vẹn, những cái phần mềm ví dụ như tim, gan, phổi sau này có thể tiêu đi, nhưng những cái phần mà có thể nhìn thấy ví dụ như là chi thể, như là tay, như là chân, người ta không muốn mất đi. Đó thực sự cũng là cái áp lực tâm lý rất lớn đối với chúng tôi. Cảm giác của tôi lúc được nhìn thấy bệnh nhân xuất hiện trước công chúng một cách hết sức khỏe mạnh, với đôi bàn tay lành lặn, thế và các cái vết thương thì cũng đã liền sẹo hết rồi, thì phải nói cảm giác của tôi rất xúc động. Những điều mà mình ấp ủ, mình mong mỏi, mình chờ đợi suốt mười mấy năm nay, thì trên một khía cạnh nào đó mình cũng đã được nhìn thấy cái thành quả của mình. Tất nhiên cái trường hợp này cũng đầy thách thức, bởi vì cái ca mổ đầu tiên như vậy, sẽ là ca mổ ghép tạng đầu tiên ở Đông Nam Á, và như chúng tôi tìm tòi tài liệu thì cũng sẽ là ca ghép từ người cho sống đầu tiên trên thế giới, thì cái mức độ căng thẳng và cái áp lực đối với chúng tôi lại lớn hơn rất là nhiều, là vì những cái trường hợp như này không được phép chúng ta thất bại, mà chúng ta phải làm tất cả mọi điều tốt nhất để ca mổ có thể thành công, và thành công với cái kết quả tốt nhất cả về sức sống của chi thể, cả về chức năng, và kể cả sau này trả lại cho bệnh nhân về các hoạt động lao động và sinh hoạt nữa. Ngày nào đó những cái giấc mơ của chúng ta, những điều mà chúng ta nghĩ rằng nó là viễn tưởng sẽ trở thành hiện thực,
và chúng tôi đang rất mong chờ điều đó với sự nỗ lực của rất rất nhiều các nhà khoa học ở trong nước cũng như ở trên thế giới.